Em xin chào tất cả các anh cần thủ đã đến với video 714 của shop em nha. Và video đầu tuần hôm nay thì lên cho các anh một lô cần mới, cần và máy mới nha. Phụ kiện cũng là hàng mới luôn. Có phao điện nè, phao điện, lưỡi câu, dây dù bi nha các anh. Có dây dù bi hàng mới và hàng bãi đều có. Và em có hai con máy, một con máy là Kenrab, còn một con máy là Shimano nha. Đều là dòng câu lua hết ạ. Và còn hôm nay có cần tay trúc, ráp khúc nè, hàng trúc nghệ nhân, Sakura, một đôi cần ISO luôn nha các anh. Đồ cần ISO cứng 30 và 50 nè, đai qua rất là đẹp. Và những cây cần lưu hàng mới về nè, toàn là hàng VIP cho các anh nha, để các anh thoải mái lựa chọn. Và cuối video thì em cũng có một vài cây cần câu rít cắm gốc ở cuối video nha các anh. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship của mỗi đơn cần sẽ là 40.000, còn đơn máy là 30.000 một đơn. Đơn phụ kiện cũng vậy nha các anh. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc mua từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship ạ. Nhưng mà em xin phép là đối với lưỡi câu nha, lưỡi câu và phao điện này thì trên 500.000 mới miễn phí ship nha các anh. Còn những mặt hàng này thì hai cuộn này, hai cuộn dù, hai con máy thì em sẽ miễn phí ship. Còn riêng lưỡi câu với lại phao điện thì trên 500.000 nha các anh. Và các đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghi trên góc trái màn hình nha, hoặc là các bạn Zalo với em qua số 0933 111 365 ạ. Và đầu tiên thì em có lưỡi câu săn hàng. Lưỡi câu săn hàng, cái này là hàng công ty nha các anh, hàng công ty thanh lý. Và cái size này theo như thông số của những mẫu lưỡi khác em từng lên thì nó khoảng tầm là size 13 14 nha, tầm size 13 14. Chiều dài của nó sẽ được 2 ô ly vỡ ạ. Dài 2 ô ly vỡ, còn chiều rộng là 1 ô ly rưỡi nha các anh. Lưỡi câu săn hàng nha, và có ngạnh, lưỡi có ngạnh. Lưỡi màu xanh này. Có ngạnh nha các anh. Cái phần ở trên này sẽ màu trắng. Lưỡi câu có ngạnh cho mình. Và trong một túi như này á, thì nó sẽ có 50 lưỡi nha, 50 lưỡi bên trong một túi. Ở đây thì em bán hai túi nha các anh. Combo hai túi như này sẽ có giá là 100.000. Combo hai túi lưỡi mã số 1 giá 100.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2, số 2 sẽ phao điện nha các anh. Phao điện thì ở đây em có ba kích thước khác nhau nha. Cái này thì em bóc kích thước lộn xộn nha các anh, thì không có chọn được cái thước lộn xộn. Tâm này thì nó cũng dạng tâm to, không có quá nhỏ nè. Tâm to nha. Em sẽ đo đường kính tâm 1.1 ly nha các anh. 1.1 ly. Dạng phao điện cho mình. Đây. Phao điện và combo này là 3 quả nha các anh. Combo 3 quả phao giá 100.000. Combo 3 quả giá 100 nha các anh. Cái thứ lộn xộn ạ. Cái thứ lộn xộn nha. Và tiếp theo mã số 3. Mã số 3 và số 4 em sẽ giới thiệu đến các anh dây dù bi nha. Dây dù bi thì em mới về hàng hôm nay luôn. Em mới về hàng sáng hôm nay. Dây bi thích hợp canh câu lua nha. Lua họ mình câu đơn, câu ISO đều được nè. Dây này là dây 2 chấm nha các anh. Đường kính 0.23 mm, đường kính dây 0.23 nha. Và nó tải cá lên tới 30 lb thì khoảng tầm 14 kg cá. Chỉ dây 2 chấm thôi, tại cá đã lên tới 30 lb nè, khoảng tầm 14 ký cá cho các anh ạ. Dây hãng IK nha các anh, hãng IK chung hãng với cây cần 5 khúc hôm nay em lên. Hàng mới về luôn. Tại cá cao này. Sợi dây cực kỳ dai luôn nha các anh. Hàng mới nha, cái này là hàng mới, hàng chưa có qua sử dụng. Em mở lên xem. Sợi dây của nó là màu xám nè, cực kỳ dai luôn, rất dai, rất là chắc chắn, bền nha các anh. Và cái sợi dù của nó mịn. Nó mịn nha. Và một cụ như này là 150 m ạ. 150 m thì các anh lua thoải mái rồi. Lua thường 7-80 m thôi. Còn này tới 150 nha các anh. 150 m luôn. Các anh có thể câu đơn, câu ngâm cũng được ạ. Câu ngâm, câu sông hồ ấy. 2 chấm. Mã số 3 nha các anh. Mã số 3 và cụ này giá 150.000 nha. Đồng giá 150.000 hết các size. Hôm nay thì em về được 2 size thôi. Tiếp tục là 2.5 nha các anh. 2.5 thì đường kính dây là 0.26, còn tải cá 40 lb, trên dưới 20 kg cá nha, cực kỳ khỏe luôn, size chỉ 2.5 thôi. Các anh câu đơn, câu lua hoặc là câu ngâm nè, săn lóc bông, cá chẽm, vượt măng thoải mái, và câu sông hồ hãng IK nha các anh. IK size 2.5, tải cá trên dưới 20 kg ạ. Và mã số 4 cùng này giá 150.000. Mã số 4 giá 150. Và tiếp theo mã số 5. Số 5 thì em lên máy câu nha các anh. Đầu tiên là một con máy Kenrab ạ. Kenrab này, dòng mà Zeter. Zeter NX2.
2000, size thượng máy size 2000 luôn, thân carbon, cối và tay quay là dạng kim loại này. Size 2000 nha các anh. Các anh câu lúa thì nên dùng máy này nha, nó vừa nhẹ vừa mượt nè. Vừa nhẹ vừa rất là mượt luôn, quay. Giường có ABS nè, tay quay đổi chiều hai bên. Tay quay kim loại nha các anh, gập gọn vào được. Và con máy này là hàng China xuất sang Nhật nha. Để cướp chắc chắn nè. Con lăn của nó vẫn còn sáng luôn. Cố sóng nha, cố sóng, kê đáp. Và cướp số 2 vào 150m, cướp 300, cướp 4 sẽ vào được 70. Cũng có xây xước li ti ở phần cố nha các anh. Hàng đã qua sử dụng nên là nó cũng không có tránh khỏi nè. Nhờ quay rất là mượt. Con này nên câu lưu nha, câu lưu hả các anh, câu cần ISO. Nên chọn những máy như này. Vừa nhẹ vừa mượt nè. Mã số 5. Mã máy số 5 có giá là 550.000. Mã số 5 giá máy 550.000 ạ. Đổi tay quay được nha các anh. Đổi tay quay hai chiều. Trái phải được ạ. Và tiếp theo mã số 6 sẽ một con máy Shimano. Shimano dòng Sendona nha, C3000 ạ. Máy C3000. Và số cước, cước số 3 sẽ vào 150m ạ. Size Shimano thì size chuẩn rồi nha các anh. Size chuẩn rồi. Tuy cái form của nó thì nó cũng tương tự như nhau, nhưng mà size của Shimano size chuẩn nha các anh. Size 3000. Nó có đầy đủ mọi chức năng như một con máy 3000 nha. Cần câu đơn, câu ngâm này, đánh lóc bông, cái chẽm, măng vượt. 3000 Shimano. Và con máy này là hàng Malay nha các, Malaysia xuất sang Nhật, tay quay đổi chiều hai bên được. Thân carbon, cối và tay quay này là dạng kim loại. Shimano Sendona. C3000 size chuẩn 3000 luôn. Cối sống. Lăn cướp đẹp. Còn sáng nha các, cước còn rất là sáng luôn. Để cước chắc chắn này, cực kỳ nhạy. Nó dừng rất là mượt luôn nha các. Máy hoạt động tốt nè. Canh đặt hàng đó mình muốn đổi tay sang bên nào cứ báo em nha, em đổi luôn. Canh về chỉ đi đi câu thôi. Size 3000, mã số 6 và giá máy là 850.000. Mã số 6 nha, giá 850.000, lưu rất mượt ạ. Và tiếp theo thì em sẽ lên dây dù nha canh. Thì những cái cuộn dây nhỏ bên dưới này em để đồng giá 220 nha, đồng giá 220.000. Cuộn đầu tiên toàn là dù ở những con máy lưu xịn nha các anh, những con máy hàng lưu xịn, lưu sắt tay. Ví dụ như những con máy như này và cao tiền hơn tầm 1 triệu mấy nha các anh, triệu mấy, 2 triệu mấy đều có đó. Dây xịn này, dây này của nó khoảng tầm là 1 chấm. Dây tầm 1 chấm. Đấy. Vì dây nhỏ cho nên là các anh nhìn cái cuộn á sẽ thấy nó nhỏ, nó ít, nhưng mà thật ra không phải. Những cái cuộn kia thì dây nó to, là mình nhìn nó sẽ vung hơn. Còn cái này của nó thì cũng 100m nha các anh, 100m. Đấy. Như dây này mà các anh vào máy 2000 á thì nó sẽ được tầm nửa máy thôi. Mình vào máy 1000, 1005 nha. 1000, 1005 sẽ vào được đầy nè. 100m nha các anh. Và mã số 1 giá 220.000, mã dây số 1 nè, dây dù B. Giá 220.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2. Số 2 cuộn này tầm 2 chấm. 2 chấm nha các, 1 chấm, 2 chấm thì chủ yếu là câu đơn, câu lua. Đơn lua. Hoặc là câu ngâm. Vì cái thông số tải cá của nó cũng rất là cao nha, nó cực kỳ bền luôn. Với lại dây hàng bãi nữa nè. Hàng đã qua sử dụng rồi nhưng mà chưa có sờn, chưa cũ thêm 5 tháng luôn. Chất lượng dây rất là tốt nha các. Mịn và dai. Mã số 2 cuộn này giá 220.000. Mã số 2 nha, giá 220.000. Tầm 150m cuộn này nha các. Cân vào máy 2000 á. Vào máy 2000 nó sẽ đầy cuộn nha. Và tiếp theo mã số 3 nè, số 3. Dây này nó nhỏ nhưng mà nó vuông nha các, khoảng tầm 150 đến 200m nè. Tầm 150 đến 170m. 150 đến 170. Dây nhỏ nhưng mà nó rất là vuông nha, nghĩa là dây rất là nhiều. 150 đến 170 nha các anh. Và dây này thì khoảng tầm là 1.5. Tầm 1.5 ạ. 1.1.5 nha các anh. Và mã số 3 của này giá 220.000, mã số 3 nha, giá 220. Tiếp theo mã số 4, số 4 thì em có cước lụa nha các anh, cước lụa. Cước xịn nè. Sợ cước lụa. Và ở đây thì cuộn này nó tầm 150 đến 170m luôn. Thích hợp bỏ vào máy 2000, 2005 hoặc là 3000 đổ lại nha các anh. Nếu mà các anh vào máy 3000 á thì nó sẽ không được đầy nha. Không được đầy, nó sẽ lưng lưng này. Còn nếu mà máy 2000, 2005 thì sẽ vào đầy.
cước lụa nha các anh, cước lụa em tháo từ máy ra luôn, và cái sợi cước nó còn sáng á, nó còn sáng, nó chưa có sờn và không nối nha, đặc biệt là không nối, các anh cứ yên tâm không nối. Mã số 4 của này giá 220 ạ, mã số 4 giá 220.000. Và tiếp theo mã số 5, số 5 cục này nhiều này, cục này chắc không phải 200m nha các anh, 200m, 180, 180 đến 200. Dây dù thì khoảng tầm là 1.5 ạ, 1.5 đến 2 chấm. Cuộn này cũng phải 180m đến 200 nè. Về còn rất là tốt nha các anh. Cái dù này nó rất là dai, rất là dai, chịu lực tốt này, và nó mịn, nó mềm, nó mịn hơn, bền ạ. Mã số 5 của này giá 220.000, mã số 5 giá 220.000 ạ. Và tiếp theo mã số 6, số 6 dây tầm 1 chấm nha các anh, tầm 1 chấm. Cái nào mà câu tôm á, câu tôm bè cái nhỏ này, lua đơn, câu giải trí thì những cục dù này rất là thích hợp nha. Vì em lấy toàn máy từ Win Bio Master này, từ Win với Bio rất là nhiều nha các, size tầm 2-3 nghìn á, với cả những con máy Shimano như này nữa, và có những cuộn thì em lấy từ máy câu biển, nhà máy Shimano Katsuta 7 gôn, toàn là cước xịn, dù xịn thôi nha các, toàn dù xịn này, tầm 1 chấm. Và cuộn này thì nó khoảng tầm 150m nha, 120 đến 150m. Mã số 6 giá 220.000, mã số 6 giá 220 ạ. Tiếp theo mã số 7. Số 7 là dây dù bia tầm 1 đến 1.5 nha các. 1 chấm đến 1.5, và cuộn này 300m. 280 đến 300m cuộn này. Nếu mà con vào máy máy mà 1.000 năm á thì sẽ vào được 2 con nha. 1.000, 1.000 năm thì vào được 2 máy. Còn nếu mà 2.000, 2.000 năm với 3.000 thì chỉ vào được 2.000 năm thì em nghĩ nó sẽ đầy, còn 3.000 thì nó sẽ lưng lửng nha các. Nó sẽ vừa. Nói chung thì cái này cũng dài này, canh câu đủ ạ. Cụ này rất là nhiều nha các, size tầm 1 chấm. Và mã số 7, mã số 7 cụ này giá 320 nha, mã số 7 giá 320.000. Tiếp theo mã số 8. Số 8, dây này đã canh câu lục nha, câu lục hoặc là săn cá tra, cá chim này. Dây tầm 4 3.5 đến 4 chấm. 3.5 4 chấm nha các, câu sông, hồ, câu lục, săn tra, chim. Và cuộn này của nó cũng rất là nhiều, nó khoảng tầm 250 đến 300m nha các. 250 đến 300m. Và mã số 8, mã số 8 giá 320.000 luôn. Mã số 8 giá 320.000 ạ. Và tiếp theo mã số 9 nha các. Mã số 9. Những cái cuộn mà cuộn dù lúa nó đắt hơn nha các, nó đắt hơn. Những cái sợi dù nó tốt, nó dùng rất là bền và cái độ chịu lực của nó cao nha. Và tiếp theo cuộn cuối cùng này, mã số 9. Cuộn này thì size khoảng tầm là 4 chấm ạ. Size tầm 4 chấm, và cuộn này rất là nhiều nha các. Các anh nhìn nó vung lên luôn nè. Khoảng tầm 350 400m cuộn này nha. 350 400m. Nếu mà các anh vào máy để mà câu đơn, câu ngâm máy tầm 3-4 nghìn đó thì chắc mình cũng phải vào được hai con máy. Vào được hai con máy ạ. Cuộn này em thấy rất là nhiều nè. Và mã số cuối cùng, mã số 9 nha các anh, giá 400.000. Mã số 9 cuộn này giá 400 nha. Tính ra thì cũng chỉ có 100.000 100m dù thôi nè. Toàn là dù xịn. Và nó nhiều màu nha các anh. Nhiều màu cho cũng thích hợp anh nào đi câu biển. Câu biển mình dùng màu này để mà mình đo mực nước này cũng rất là tiện. Mã số 9 nha, mã số 9 và giá là 400.000. Và tiếp theo thì em sẽ lên lên cần nha các anh. Đầu tiên thì em có một cây cán vợt. Hôm nay thì em quên giới thiệu thì cũng về được hai cây cán vợt, cây 4m2, cây 4m5, hàng carbon. Gold filling ạ, carbon 4m2. Cây này gen của nó là 11 nha các anh. Gen 11 và trọng lượng là 428 g. Phôi carbon xoắn này, 428 g nha. Nó xoắn tất cả các lóng luôn, xoắn tất cả các lóng, và cán ra cực kỳ thẳng nha các. Nó rất là cứng nè, cứng cáp chắc chắn, cán ra thẳng. Nhưng mà 4m2 này thì là chiều dài họ đã tính cả mặt vợt, nên là nếu mà các anh chưa gắn mặt vợt á, mình tính chiều dài thực thì cứ trừ đi tầm 40-50 cm nha. Trừ đi 40-50 cm. Tay cầm làm nhám nè. Và nó có dây đeo luôn, cái dây đeo cho mình. Gen 11 trọng lượng 428 g, mã số 1 giá 500.000, cán vợt carbon 4m2.
mã số 1 giá 500.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2. Số 2 sẽ một cây cánh vợt carbon dài 4,5 m nha các anh. 4,5 m dòng Roya Carbon ạ. Cái này thì nó cũng sử dụng gen 10 luôn. Gen 10. Carbon xoắn tất cả các lóng này. Cánh còn đẹp nha các anh. Cánh còn đẹp, không có xước sâu nha, không xước sâu không ảnh hưởng đến phôi. Nó chỉ xước ở trên bề mặt nước sơn thôi. Và cánh ra cũng rất chắc chắn luôn. Cái này thì gen nó là gen 10 nha các anh. Gen 10. Và trọng lượng là 593 g, mã số 2. Mã số 2 cây này giá 600.000 nha các anh. Chỉ giá 4,5, mã số 2 giá 600 ạ. Và tiếp theo số 3. Số 3 thì có một cặp nha các anh. Cái này thì kết hợp đã canh câu tôm này, tôm hoặc là bè cá nhỏ câu giải trí. Và cái này mình quấn cước bằng tay nha. Mình quấn bằng tay cần 2 khúc, cần gấp khúc như này. Và chiều dài của nó, chiều dài là tầm 85 cm nha các anh. 85 cm. Kết hợp câu tôm nha, nhớ là tôm hồ dịch vụ á, đọt dịu, mảnh này, nảy tốt. Kết hợp tôm dịch vụ nha các anh. Quấn cước bằng tay. Và trong combo này thì có hai món, một cây ráp khúc và một cây cần tây. Cần tây cũng dạng cần tây trúc nha, cần tây trúc nghệ nhân ráp khúc này, tất cả các phôi lóng đều là trúc hết luôn. Đây anh xem. Những cái mắt trúc này rất là thật nha. Đây, mắt trúc. Cần đẹp nha các anh, vừa câu vừa sưu tầm. Cái này thì em đo chiều dài của nó là 1,95 m nha. 1,95 m thì mình câu rô giết nè, rô giết và câu mương suối. 1,95 m cứng 2,5 đến 3 h. Combo này sẽ có mã số 3 nha các anh. Combo mã số 3 2 cây giá 500.000. Mã số 3 2 cây giá 500 ạ. Tiếp theo mã số 6 sau một cây cần trúc nghệ nhân. Một cây cần trúc rất khúc dòng nghệ nhân Nhật nha các anh. Cái này thì nghĩ nó cũng khá là nhiều lắm rồi. Nắp cũng là nắp trúc luôn nha. Nắp trúc. Và cần sẽ có tổng cộng là 7 lóng nha các anh. Tổng cộng là 7 lóng tất cả. Cần trúc các khúc nè. Cái này thì nó dài khoảng tầm là 4,8 m nha các anh. Tầm 4,8 m. Và độ cứng của cần 2,5 h ạ. Độ cứng 2,5 h. Tất cả các phôi lóng đều là trúc luôn nha các anh. Cái dòng này mình về mình vừa câu vừa sưu tầm. Vừa đã câu vừa sưu tầm nha. Cứng tầm 2,5 h, ngọn 0,8 ly và trọng lượng cần sẽ 150 g. Em mời các anh xem cái màu nước sơn nha, cái màu nước sơn nó còn rất là sáng nè, chưa có phai, chưa sờn theo năm tháng. Còn rất sáng luôn. Ngọn 0,8, trọng lượng 150 g, mã cần số 4 giá 390.000 cái này. Mã số 4 giá 390.000 nha. Và tiếp theo mã số 5. Số 5 sẽ một cây cần tây Sakura nha các anh. Sakura hàng nội địa Nhật này. Cây này thì dạng cần Tenkara. Dạng cần Tenkara nha. Và nếu mà tính cả nắp chụp á, thì nó sẽ có chiều dài thu gọn là 59 cm. Còn nếu không tính nắp chụp thì nó khoảng tầm 55 nha các anh. Không nắp chụp thì khoảng tầm 55. Sakura 3 m ạ. Tay cầm đây, cán gỗ nha các anh. Cán gỗ bờ. Và cây này phôi của nó sẽ phôi phíp, phíp đỏ. Cần có nắp chụp, có túi nguyên zin đi kèm. Và ngọn sẽ 0,9 ly nha. Ngọn còn 0,9 ly. Phíp thì nó có một cái ưu điểm là nó cực kỳ dẻo dai nha các anh. Khi mà các anh dòng cá nó sẽ cong vút đến cán tay cầm luôn. Rất là dẻo dai. Nhưng mà nó sẽ không có được cứng bằng carbon nha các anh. Không được cứng bằng. Và cái này có độ cứng tầm là 3 h ạ, 2,5 đến 3 h. 2,5 đến 3 h các Sakura 3 m. Ngọn 0,9, trọng lượng 100 g và mã cần số 5. Mã số 5, cây này có giá là 500.000, mã số 5 giá cần 500.000 ạ. Cầm tay phíp nha, cầm tay phíp Sakura. Và tiếp theo mã số 6. Số 6 là một cây ISO nha các. ISO khoảng đai qua chiều dài 2,1 m và cái này có độ cứng là 30.
21 cưỡng 30, phô carbon xoắn tất cả các lóng luôn. Bắt phu dây chữ vàng, bắt vặn. Tay cầm cán mút này. Đa quay nha các, đa quay 21 cứng 30, có tem vàng đầy đủ và toàn bộ dàn khuyên là Fuji lọ sứ xám ạ. Toàn bộ khuyên Fuji sứ xám. Cái này có tổng cộng là 4 lóng nha các. À, 3 lóng, 3 lóng và 4 khuyên chạy, không đọc nhầm. Độ mới bên trong thì còn được 90% này. Còn được 90% nha các. Các anh có thể câu đơn, câu lua, lua giải trí hoặc là câu ngâm được. Em thấy cái này độ cứng khá là tốt mà. Cứng 20 chiều dài, cứng 30 nha, cứng 30 chiều dài 2m1. Ngâm năng xe cũng rất hiệu quả nha các anh. Và thu gọn sẽ là 78cm, 3 lóng tất cả. Đa qua si bớt. Và ngọn cần 1 ly 6, trọng lượng 198g, mã cần số 6. Mã số 6 và cây này có giá là 700.000 nha các anh. Mã cần số 6 giá 700. Cần có túi đi kèm nhé, có túi nguyên zin luôn, túi zin đa qua. Và tiếp theo mã số 7, hôm nay về được một cặp nha các anh. Một cặp, một cây cứng 30, còn cây này thì cứng 50 nè. Cây 30, cây 50. Nắp chụp Fuji đầy đủ và có túi đa qua luôn. Có túi đa qua. Ba lóng, bốn khuyên chạy. Ba lóng và bốn khuyên chạy. Cây này thì nó xe xước hơn nha các anh, nhưng mà nó cứng cao hơn, nó cứng tận 50 nè. Ngâm lăn xe cực kỳ hiệu quả luôn, chiều dài 2m1. Đa qua si bớt ạ. Và ngọn cần là 2 ly, trọng lượng 211g. Trọng lượng 211g ạ. Bát Fuji, bát vặn, tay cầm cán mút này. Mã số 7 nha các. Mã số 7, túi nắp đi kèm đầy đủ. Cái này có giá là 750.000 nha. Mã số 7 giá 750.000. Nếu mà sáng mới hơn thì nó cũng phải 950 nha các. Vì độ cứng nó cao, cứng 50. Và tiếp theo mã số 8. Mã số 8, sau một cây cần 5 phút IK nha. Một cây cần 5 phút IK, cần thích hợp câu lua. Mình mở ra xem. Dòng IK Senko. Và chiều dài của cây này, chiều dài sẽ là 2m1 nha các. Chiều dài 2m1 và độ cứng M này, cần 5 phút, rất nhỏ gọn luôn. Thu gọn thì em nhớ như chỉ có 39. À, thu gọn của cây này là 47 cm nha. Thu gọn 47 cm. Cần lua 5 phút IK. Dài 2m1, cứng M, tải mồi từ 7 cho đến 21g và tải dây BM mát được dây 2 chấm nha các. Dây BM mát được 2 chấm nè. Còn tải cá thì 8 đến 16 lb nha, khoảng tầm 7 8 kg cá. Thoải mái, cần rất là khỏe. Chất liệu carbon xoắn ít nha các. Carbon xoắn vừa nhẹ và vừa cứng cao. Tay cầm là cán gỗ bần này. Và máy ngang nữa sẽ có tay cò nha. Có tay cò. Bắt hải, bắt vặn. IK Senko, ngọn 1 ly 8 và trọng lượng cây này là 128g. 128g ạ. Khuyên sao? Khuyên Fuji nha các. Khuyên Fuji xứ đen, còn bát là bát hải. Mã số 8. Mã số 8 và giá cần là 1.450.000. Mã số 8 giá 1.450.000. Và em miễn phí ship nha các. Và bên cạnh đó thì tặng cho các anh hai cuộn dây dù nha. Hai cuộn dây dù 1 chấm tải cá 22 lb, tầm 10 11 kg cá, thoải mái nè. Và mỗi cuộn là 100 m nha. Các anh về có thể vào được tặng hai con máy. Sẽ tặng các anh hai cuộn dù bê và bao phí ship nha, 1450 miễn ship ạ. Tiếp theo mã số 9. Số 9 là một cây Heiichi đẹp nè. Heiichi đẹp của Shimano, dài 2m1, độ cứng 15, cây này hàng China xuất Nhật. Có mã code tem vàng đầy đủ. Bát là dạng bát Fuji nha các. Fuji. Tầm này thì nói 6. Fuji stainless ạ. 2m1, độ cứng 15. Đọt của nó cũng khá là dịu nha các, nó không có cứng quá cao nè. Tầm này các anh đánh cũng có cảm giác ạ. Và khuyên thì toàn bộ là Fuji lọ sứ đen. Độ mới của cần 85%. Ngọn 0.9 ly, trọng lượng 116g, khuyên bát Fuji, mã số 9 giá 750.000. Mã số 9 và cái này có giá là 750.000. Và tiếp theo mã 10 nha các. Mã 10 sẽ một cây cần câu lua. Cần câu lua, cây này dài nè, dài 2m1. Dòng AB Special và độ cứng của nó khoảng tầm là L. 2m1 cứng L.
Tảo mồi từ 2 cho đến 10 g, tảo cá từ 4 cho đến 8 lb ạ. 4 8 lb, hàng Korea nha các. Korea xuất sang Nhật nè. Cái này thì em thấy còn mới ken, nó còn phải 90-95% và có túi đi kèm luôn. Fuji các bạn. Tay cầm cán gỗ ạ. Dài 2m1 cứng L. Và toàn bộ dàn khuyên cây này sử dụng là khuyên xích. Toàn bộ dàn khuyên khuyên xích hết nha các anh. Đầu bu cũng là đầu bu xích chống xoắn luôn. Khuyên xích á, thì cái anh ra dây nó sẽ mượt hơn, nó nhanh hơn này, và chống mài mòn dây rất là tốt. Và ngọn cần 1,4 nha, trọng lượng là 116 g. Trọng lượng 116 g, mã số 10. Giá cần 1.350.000, mã 10 nha, giá 1.350. Và tiếp theo mã 11. 11 cũng là một cây lu luôn nha các. Cần lu máy đứng. Lu máy đứng cây này thì có chiều dài là 2m4. Chiều 2m4. Khuyên sứ đen, bát này cũng là bát Fuji, bát vặn. Chiều dài cần là 2m4 nha các. Độ cứng M, tải mồi từ 7 cho đến 28 g ạ. M 7 đến 28 g. Cây này thì ML đến M. Và tải cá từ 5 cho đến 16 lb. 5 đến 16 lb. Còn câu lu nha các, lu máy đứng. Và ngọn cần là 2 ly 5, trọng lượng 208 g. Ngọn 2 ly 5, trọng lượng 208 g, khuyên bát Fuji. Mã 11 và giá của cây này là 850.000. Mã cần 11 giá 850. Và tiếp theo mã 12. 12 tiếp tục một cây lu máy đứng ạ. Tiếp tục một cây lu máy đứng. Cây này có chiều dài 2m7 và có độ cứng là ML. Tải mồi 1/4 đến 3/4 Z, tải cá từ 10 cho đến 16 lb. 10 đến 16 lb nha các. Chiều dài à. Chiều dài cái này 2m7. Chiều dài 2m7 và khuyên là khuyên Fuji nha, khuyên Fuji xứ xích, mỗi khuyên cái thôi. Còn lại các khuyên kia thì là khuyên màu đen. Bát Fuji, bát vặn, tay cầm cán mút đó. Và cái này ngọn là 1,8 ly, trọng lượng 180 g. Trọng lượng 180 g, mã cần số 11. Mã 11 và cái này có giá là 11 nha các. Mã 11 giá là 1.100.000, mã cần 11 nhé, giá 1.100.000 ạ. Và tiếp theo mã 12. Hôm nay lùa dài khá là nhiều. Lùa dài khá nhiều các anh thoải mái tham khảo này. Cái này như là mã 10 10. Đúng rồi, mã 12. Giá 1.1 triệu nha các. Mã 12 nha. 1.100.000 ạ. Và cây tiếp theo ạ, mã số 13 nha các. Mã 13, sở một cây cần lua 3 khúc nè. Lua 3 khúc, cây này hàng mới về luôn. Lô này lô mới về rất là nhiều cần đẹp nha các. Anh tham khảo. Một cây cần lua 3 khúc khoảng Suyumi. 3 khúc Suyumi và chiều dài cần sẽ là 3m ạ. 3m nha, cứng M. Tải mồi từ 7 cho đến 21 g và tải cá sẽ từ 8 cho đến 20 lb. Cái trên dưới 10 kg nha các. Các anh xem nè, cái màu nước sơn sáng bóng luôn. Độ mới cao 90%. Khuyên thì khuyên ba chân, khuyên Fuji loại sứ đen ạ. Khuyên ba chân nha các. Khuyên đề ba của nó là khuyên 40 nha. Khuyên cái này là khuyên 40 nè. Tay cầm cán mút, bát hãng, bát vặn. Nước sơn sáng bóng luôn. Độ mới còn 90-95%. Cái này đẹp ạ. Và ngọn sơn 2.1 ly, trọng lượng cần là 330 g. Ngọn 2.1. Cần lua 3 khúc nha các anh. Và mã số 13. Mã 13 cây này giá 850.000. Mã 13 nha, giá 850.000 ạ. Có túi đi kèm. Và tiếp theo mã 14. 14 sau một cây cần lua của dòng Abogasia. Cần viết nè, để mở ra xem. Lua Abogasia nha. Bát đây. Bát là bát hãng, bát vặn luôn. Còn cái phần tay cầm ở đây, sau đây của nó là cán gỗ này. Còn dưới này là mút nha các. Ở trên là gỗ bần, ở dưới mút. Chất liệu carbon xoắn ít. Carbon xoắn ít, còn bên phần ngọn này thì nó sẽ xoắn nổi nha. Còn lua Bogasia. Và chiều dài của cây này là 1m95 ạ. Nó là 1m95, gần 2m. Độ cứng ML, tải mồi từ 1 cho đến 1 phần
tản mồi từ 1 phần 16 cho đến 5 phần 16, OZ tải cá từ 4 cho đến 12 lb, tầm 5 kg rưỡi cá. Khoen Fuji, lõi sứ đen, khoen hai chân ạ. Khoen Fuji sứ đen, đấy, ngọn nguyên zin luôn nha các, ngọn zin luôn. Cái này zin đét luôn này, và độ mới cũng còn cao, độ mới 90%. Luabu Garcia, có tem vàng, đầy đủ. Và ngọn cần là 1 ly 4, trọng lượng 105g, mã số 14, giá 1.250.000. Mã cần số 14, giá 1.250.000. Và tiếp theo mã 15. 15, một cây cần lu dài nha các, cần lu 2 khúc. Seabass này. Seabass và chiều dài cây này là 3m, độ cứng của nó khoảng tầm là M. 3m cứng M, tải mồi từ 7 cho đến 35g, tải cá từ 8 cho đến 16 lb ạ. 3m nha các. Bát đây, bát hãng nè, bát vặn. Tay cầm cái mút và khoen sao, khoen một chân. Khoen khoen hãng luôn nha các. Cái này thì khoen bát đều là khoen bát hãng hết. Có xài xước, chín chín nhiều nha. Cái này em thấy chín chín nhiều. Đấy, cái anh cầu cầu Lugen. Đấy, Lugen hoặc là mua cá chẽm, cá vượt, cá măng. Khá là thích hợp nha các. Dài 3m. Và ngọn cần sẽ là 1 ly 8, trọng lượng 201g. 1 ly 8 trọng lượng 201g và mã số cần là 15. Mã 15 và giá cần là 750.000 nha các anh. Lâu lâu mới có một cây lu 3m dài này, mã 15 nha, giá 750 ạ. Và tiếp theo mã 16. 16 này, tiếp tục là một cây cần lu dài. Một cây cần lu dài và chiều dài cái này là 3m nha các anh, 3m và nó có độ cứng là M, tải mồi mát thì được 40g này. Còn dây bia thì tải dây 1 đến dây 2 nha các anh. Mắt là dây 2, hãng Suyumi. Khoen hãng, bát cũng là bát hãng luôn. Nhưng mà khoen bát đều còn rất là mới, còn đẹp nha các. Ở bên cái khúc bên này nè, nó sẽ xoắn nổi nha, xoắn nổi gân luôn, có thể cảm nhận được. Và tay cầm bên này là mút, mút cầm rất chắc tay nha các. 3m, độ cứng M. Cái lu gần lu biển nha, lu gần lu biển. Phô carbon xoắn cả hai lóng ạ, cả hai khúc. Và ngọn cần là 2 ly 4, trọng lượng 256g. Cây này đọt to nha các, cứng chuẩn M. Cần lua 3m. Và mã số 16 giá cần 800.000. Mã 16 nha, cây này có giá là 800.000 ạ. Tiếp theo mã 17. 17, một cây cần câu lua. Một cây cần câu lua. Chiều dài cây này là 2m88 nha các, 2m88 và nó có độ cứng là M. 2m88, cứng M. Đây mà các xem, cái này là dòng China, hàng của China xuất sang Nhật nha các. Tải dây bia thì từ 0.8 cho đến dây 2 chấm, còn tải mồi từ 15 cho đến 45g. Cứng M, bát Fuji chữ vàng, bát vàng. Chất liệu carbon xoắn ít ạ. Carbon xoắn ít nha. Tay cầm dưới này là dạng cái gỗ bần này. Nó rất là nhẹ nha các, nhẹ và nó chắc nữa. Khuyên thì toàn bộ là khuyên Fuji loại sứ đen, khuyên cái, khuyên đề bài là khuyên bài chân ạ. Xoắn ít cả hai khúc luôn nha các. Và đầu bu nguyên zin nguyên bản nè. Cái này chưa có gãy hay hao hụt gì cả, nguyên zin hết nha các. Chỉ có hơi xây xước thôi, hơi xây xước tí. Nó là 2m28. À không, 2m88. 2m88, nó cũng gần 3m nha các. Gần 2m93m nè. Đọt 2.1 ly, trọng lượng 186g. Và mã số cần, mã 16, giá 1.650.000. Hàng cao cấp nội địa Trung, xuất sang Nhật nha các. Mã 16. À không, cái này như là mã 17. 17 nha các, 17 và có giá là 1.650.000 ạ. Tiếp theo mã 18. 18, một cây cần 2 khúc khoảng Shimano. 2 khúc Shimano dài 2m4 và cây này có độ cứng là 80 ạ. Dòng này câu ngâm lan xê sang cá tra cá chim rất là khỏe nha các. 2m4 cứng 80 nè. China xuất Nhật, có mã cốt và tem nha. Tem nhỏ có chóc nè, giờ nó còn lại vết. Có tem đầy đủ. Bát Fuji, bát vặn. Và khoen thì cũng toàn bộ là Fuji, loại sứ đen luôn. Toàn bộ là Fuji hết. Đầu bu là đầu bu xích chống xoắn ạ. Bu xích chống xoắn Shimano, dòng Shimati nè. 2m4 nha các. Có độ cứng 80. Tre chim canh câu thoải mái nha. Đọt to, rất là khỏe. Ngọn cần là 2 ly và trọng lượng là 230g. Cứng chuẩn 80 nha các. Cứng chuẩn 80, thông số của Shimano thì nó rất là chuẩn nè, căn cứ yên tâm. Và mã số 18, cây này có giá là 1.100.000. Mã cần 18 giá 1.100.000.
Tiếp theo mã 19 ạ. 19 một cây cần câu dít cắm gốc khoen lá nha các, khoen lá. Cây này thì nó có chiều dài là 1m8, mã cốt tiền vàng đầy đủ nè. 1m8 nha. Bắt vặn, bắt hãng bắt vặn, tay cầm. Bọc da, tay cầm cây này thì được bọc da ạ. 1m8 nha. Bắt vặn nè, khoen thì là khoen Fuji. Khoen Fuji dạng khoen lá ạ. Khoen lá. Chiều dài 1m8, cần zip cắm gốc. Cái này cứng cao nha các, phù hợp canh câu giúp biển. Phù hợp canh câu giúp biển ạ. Và ngọn hiện tại của nó là 2 ly 2, còn trọng lượng là 261 g. Mã cần 19, giá 900 nghìn. Mã 19 và giá cái này 900 nghìn ạ. Và cuối cùng mã 20 nha các. Mã 20 video hôm nay sẽ một cây 1m7 nha. Cần câu giúp cắm gốc 1m7. Và có độ cứng là 120. 1m7 cứng 120. Còn khoảng đai qua nè, dòng Holder Lock, hàng Đài Loan xuất sang Nhật ạ. 1m7 cứng 120. Bắt hãng nha các, bắt hãng bắt vặn. Còn khuyên thì Fuji, sứ đen dạng khuyên cánh bướm. Trên này thì khuyên một chân. Trên này sẽ là khuyên một chân. Phôi carbon xoắn ạ. Tay cầm là cán mút cho mình. Cũng là cần zip cắm gốc nha các. Và cây này có độ cứng cao hơn á. Nó cứng 120. Nhưng mà vẫn có độ dẻo dai nha. Vẫn có độ rất là dẻo dai luôn. Đúng không? Vừa rồi một anh khách là của em đã lấy một cây cần câu zip cũng ngắn thôi, 1m5 thôi, nhưng mà đọt nhỏ dịu và vừa lên một con cá mú 9 kg. Các em muốn xem thì vào Zalo em hoặc là trên Facebook nha, Facebook với cả fanpage đều có. Và mã cuối cùng nè, mã 20, cây này giá 1.150.000, cần zip đai qua nha các. Mã 20 giá 1.150.000 ạ. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các em đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất ạ. Chào tạm biệt các anh.